Nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới, trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Đông Triều đã có hơn 40 năm gắn bó với ngành giáo dục. Dù ở bất cứ cương vị nào, thầy Giới cũng luôn thể hiện sự tâm huyết, say mê, sáng tạo, tận lực với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã Đông Triều cũng như của ngành giáo dục đào tạo Quảng Ninh. Những đóng góp của nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới đã góp phần tích cực thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Tiết học tin với phương pháp dạy và học thông qua lớp học thông minh, một trong những sáng kiến của nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới, luôn được các em học sinh lớp 8C1 trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2, thị xã Đông Triều hào hứng đón nhận. Từ bục giảng thông minh, giáo viên có thể quản lý bài học của học sinh, giao nhiệm vụ cho các em. Ngược lại, học sinh có thể học theo hướng dẫn của thầy cô giáo thông qua mạng Internet không dây. Việc ứng dụng lớp học thông minh đã thực sự nâng cao chất lượng bài giảng, đảm bảo các tiết học sinh động, dễ hiểu, hấp dẫn. Hiện nay, mô hình lớp học thông minh đã được triển khai tại 40 trường của thị xã Đông Triều. Em thấy nó rất là có lợi và rất là có ích đối với em, thì giúp cho việc học được nó được tốt hơn. Và khi mà chúng em học ấy thì giúp cho bài giảng sinh động, chúng em được thực hành ngay trên bảng và được tất cả các bạn đều được nhìn và cô kiểm tra. Có những bài tập thì cô giao cho bọn em thì là cô chỉ cần gửi file thì bọn em đã nhận được luôn. Và nó rất là hay và phù hợp với chúng em. Cái nổi bật nhất của phòng học thông minh đó là tính tương tác giữa thầy và trò. Giáo viên có thể trao đổi trực tiếp với học sinh. Ngoài việc trao đổi qua lời dạy trên lớp thì có thể trao đổi qua bài giảng, qua bài tập, qua hệ thống phòng học. Điều này khuyến khích tất cả giáo viên đều hăng say ứng dụng công nghệ thông tin trong các giờ học, đặc biệt là cái giờ học có ứng dụng phòng học thông minh này thì rất là thu hút đối với cả giáo viên và học sinh. Trong hơn 40 năm gắn bó với ngành giáo dục, nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới luôn say mê tìm tòi, nghiên cứu nhiều đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tiêu biểu là đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và dạy học ở phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, xây dựng trung tâm thông tin thư viện điện tử ngành giáo dục đào tạo Đông Triều và lớp học thông minh. Công nghệ thông tin đã thực sự đi vào mỗi lớp học, từng giờ dạy và gần gũi thân thiện với mỗi thầy cô giáo học sinh. Đông Triều trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh và cả nước về đích phổ cập tiểu học đúng độ tuổi cấp độ 2, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, với số lượng trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất tỉnh, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng ổn định và phát triển. Các trường mầm non chúng tôi luôn luôn ghi nhớ và rất là trân trọng những tinh thần trách nhiệm đầy sáng tạo và cũng như là tâm huyết của thầy trong những năm qua đã tạo dựng cho các trường học trên địa bàn thị xã Đông Triều nói chung và đặc biệt là các trường mầm non nói riêng với một môi trường rất là tốt và phải nói là một môi trường nhà trường điện tử. Đối với các bé mầm non thì cực kỳ là quan trọng với cái bậc học là đầu đời của bé khi đến trường. Bé không những là được học cô, học bạn, học với môi trường xung quanh mà bé còn được học thông qua các kiến thức mà rất là sáng tạo cũng như là rất là hiện đại. Được sự chỉ đạo sát sao của thầy Lưu Xuân Giới, nhà giáo nhân dân, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thì từ nhiều năm nay thì trường trung học cơ sở Mạo Khê 2 đã ứng dụng cái công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học. Thì cái điều này đã mang lại một cái hiệu quả rõ rệt cho nhà trường. Đối với công tác quản lý thì nhà trường sử dụng tất cả những phần mềm để quản lý trong cái hoạt động chuyên môn cũng như là quản lý cán bộ giáo viên, học sinh. Đối với học sinh thì 100% các em học sinh được học bộ môn tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đạt hiệu quả và cái thành tích đã được khẳng định là các cuộc thi qua mạng, ví dụ giải toán hoặc là tiếng Anh qua mạng thì các em đã đạt giải từ cấp trường, cấp thị xã, cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Trong năm học vừa qua thì trường trung học cơ sở Mạo Khê 2 có 13 học sinh đạt giải cấp toàn quốc về các bộ môn thi qua mạng. Sự nghiệp giáo dục đào tạo của xã Đông Triều rất nhiều năm nay là cái một trong những đơn vị top đầu của toàn tỉnh. Thì để được cái kết quả đó thì chúng tôi rất ghi nhận cái vai trò người đứng đầu, đó là đồng chí trưởng phòng nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới. Đồng chí là một con người phải nói rằng là rất là tâm huyết, trách nhiệm nhiệt tình và luôn luôn đổi mới để tạo ra những cái đột phá đổi mới trong giáo dục đào tạo, đặc biệt là cái công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Đấy. Thế rồi là cái việc mà phát triển cái học tập cộng đồng tại cơ sở, đó là hai cái nội dung phải nói rất nổi bật. Và đồng chí là một trong đồng chí tham mưu rất tích cực nhiều các cái nội dung liên quan đến để làm sao đó cái giáo dục đào tạo, cái sự nghiệp giáo dục đào tạo của Đông Triều luôn luôn giữ vững và phát triển. Với những thành tích đạt được trong quá trình công tác, nhà giáo Lưu Xuân Giới đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trong tỉnh và cả nước.
Đặc biệt, năm 2014, nhà giáo Lưu Xuân Giới vinh dự là một trong 39 nhà giáo của cả nước được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, là một trong hai nhà giáo của Quảng Ninh được nhận danh hiệu cao quý này tính đến nay. Năm 2015, được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đối với nhiều thế hệ học sinh và giáo viên, nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới luôn là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo. Trong thời gian tới đây, trước khi mà tôi về nghỉ thì tôi vẫn còn một cái mong muốn nữa, sẽ có một cái đổi mới bằng về công nghệ, về quản lý dạy và học trong các nhà trường. Đó là công nghệ phê duyệt giáo án trực tuyến cho giáo viên sẽ thay đổi một nếp làm việc từ bấy lâu nay của ngành giáo dục. Nếu như được ngành giáo dục chấp nhận thì sẽ giải pháp này tôi nghĩ rằng sẽ có những hiệu quả rất tốt đối với anh em giáo viên và nâng cao chất lượng dạy và học. Những năm gần đây, công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn thị xã Đông Triều nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung luôn đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới, điển hình tiên tiến trong cống hiến và thành công trong sự nghiệp chồng người.